Xin chào đại gia đình nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ món tôm rum chay với các bạn. Ở trên mạng mình cũng coi là thấy đa toàn là làm tôm rum mặn không à. Hôm nay mình sẽ tái tạo lại, mình sẽ làm tôm rum chay. Ở đây là có bịch gia vị tôm rum này các bạn thấy không? Thành phần của nó là lá chanh, ớt, trái, riềng, lát, xả cây. Đó, phi hành tỏi nè, cái này nó có chia sẻ các cách dùng và cách mình thành phần và cách dùng làm sao các bạn nhìn nha. Các bạn cứ đi vô siêu thị. Mình hôm đó mình vô siêu thị mình mua nè. Ở đây thì mình cũng có lá chanh. Lá chanh với riềng sắc lá lì riềng, một lát có thể mình làm tươi, mình sắc lát mình làm chung, nhưng mà mình thấy cái này là nhiều khi các bạn bất tiện, nhiều khi các bạn mua sẽ không có, thành phố nhiều khi mua sẽ không có, nên mình chia sẻ với cái cách này cho các bạn dễ vô siêu thị thành phố mua, là khi mình cần nấu ăn là mình có sẵn hết đủ gia vị trong đây, không thiếu gì hết nha. Đó. Đây nè, lá chanh khô nè, bạc ớt nè, sả riềng nè. Đó. Còn cái này nhiều khi cái tươi thì sợ nhiều khi thì bạn mua sẽ không có, hiếm lắm. Đây là mình có thể là mình ăn với cơm, mình ăn với bún, cái này mình ăn với bún nha. Ở đây là có tôm chay với tàu hủ quy cộng. Mình khi mua về mình ngâm cho nở rồi mình tao sơ qua dầu ăn để cho nó thơm. Ở đây là nấm đùi gà mình sắc ra rồi, nếu các bạn không có nấm đùi gà thì mình làm nấm rơm, tất cả nấm gì các bạn thích cũng đều cho được nha, nguyên liệu các bạn thích cho vào được hết. Còn đây là hai trái cà chua mình sắc hạt lựu. Còn ở đây là nước dừa bịch đó các bạn, cái giá này nãy mình trúng xả đó, trúng xả nó dính xả chứ không phải dơ nha, cái này không phải dơ mà xả đó. Hành, tỏi, băm, gia vị thông thường cũng đường, muối, bột ngọt thôi. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên mình tao cà trước. Bây giờ mình bắt cái chảo rồi mình cho vào đây một muỗng canh dầu. Bây giờ dầu đã nóng mình cho chút tỏi, chút hành. Mình cho vào chút xíu nước để cho cà nó nhừ nó có cái màu đẹp. Bây giờ cà mình đã tao xong rồi, bây giờ mình sẽ đi nấu nước lẩu. Mình cho vào đây 2 muỗng dầu ăn. Bây giờ dầu đã nóng rồi các bạn. Hành tỏi đã dậy mùi thơm lên rồi. Mình cho tất cả này vào. Bây giờ mình sẽ chớp qua cái nồi nha các bạn. Mình trao cho nó dậy cái mùi thơm lên xong rồi mình sẽ cho nước vào. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 2 lít nước. Hai lít nước này các bạn nấu trong vòng 20 phút nha, cho những cái nguyên liệu gia vị mình nó ra hết tất cả cái mùi thơm mới được nha, nó mới ngon. Nấu khoảng 20 phút.
Sau thời gian mình đã nấu được 20 phút rồi, thơm quá chừng thơm rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra cái này mình bỏ nha. Bây giờ mình cho cà vào nữa. Mình vớt ra mình bỏ, nhưng mà mình lựa là mấy trái ớt khô mình cho vào cái lẩu nha, cho nó ngon. Bạn nhìn thấy cái nước ngon rồi ha. Cho vào đây một chút xíu màu hạt điều dầu. Bây giờ mình cho tất cả vô nè. Bây giờ mình nêm nếm luôn nha. Cái này là 2 lít nước các bạn. Mình cho 2 muỗng canh đường. Hai muỗng canh bột nêm. Mình cho vào một muỗng canh nước mắm nha, như vậy là nó rất là ngon rồi các bạn. Này tôm rum mà món chay nha. Ngọt nước lắm. Bây giờ món chay thì mình phải dùng nấm nhiều mới ngon nhé. Đây mình cho nấm bầu ngư, mình đã xé làm hai cái rồi nè. Mấy nấm bự. Ngon lắm các bạn ơi. Tiếp tục bây giờ mình cho nước dừa vào nè. Tôm rum này hai cách, một cách thì các bạn nấu nước trong và một cách thì các bạn nấu nước dừa. Các bạn thích ăn cách nào thì mình nấu theo cách đó nha. Thích béo thì mình cho dừa, còn không thích béo thì mình nấu nước trong cũng được. Đây mình cho một gói này nữa. Tại mình ở xa quá, trong lần thượng lần á, ở Đồng Nai, nhưng mà đi vô sâu quá rồi, trong đây quán xá đồ nó không có bán nước dừa tươi, nên mình kẹt quá, yếu thế quá thì mình sẽ dùng nước dừa này thôi. Ngon quá các bạn ơi, thơm thiệt là thơm luôn. Ngon cực kỳ luôn á. Thôi bây giờ mình nhắc xuống rồi mình mời các bạn dùng nha. Bây giờ món tôm rum của mình đã múc ra tô, các bạn thấy rất là ngon không? Cực kỳ ngon, nó nước lèo ngon lắm các bạn. Mình không nói dốc rồi, các bạn cứ làm thử ăn nha. Làm thử một lần tôm rum chay thử coi. Ở trên YouTube thì mình thấy toàn là tôm rum mặn không à, mình tìm hiểu thì mình sẽ chế biến lại là món chay, nhưng mà rất là ngon nha. Thôi giờ mình xin chào cả nhà, chúc cả nhà làm món này ăn ngon miệng. Nếu các bạn yêu thương mình, chia sẻ những món ăn của mình để ủng hộ mình nha. Mình xin cảm ơn rất là nhiều luôn.